Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 54 Quang Trung Đà Lạt ủng hộ 2 triệu đồng. Cô Nguyễn Thị Chác 17B Hồ Tùng Mậu Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Xuân Hoa bán cá hấp chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị gái hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị bé Tài hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền 53 trên 14 và Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi 53 trên 14 và Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Tí bán rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình chị Kim Ngọc hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Hoa Tâm chợ Đà Lạt ủng hộ 400.000 đồng chị Dương Thị Hồng Tâm 14 Cổ Loa phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Phật tử Tịnh Độ chùa Linh Sơn phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chú Nguyễn Tấn Lộc, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Đặng Thị Như Ánh 98D Lý Nam Đế phường 8 Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Nhà may Hữu Dư 74 Hàng Thuyên Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Anh Nguyễn Lê Bảo Duy, 10 Xuân An, thành phố Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Anh chị Phong Mai 18 trên 3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Cô Mai 359 và Đình Phùng, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Anh chị Tuấn Thành Lê Thương, số 3 đoạn thị điểm, ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Nguyễn Đăng Nguyên và Hồ Nguyễn Mộc Nhiên, 9C Lê Thánh Tôn, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Cán bộ công nhân viên chức, Quỹ tín dụng nhân dân Liên Phương 97 Phù Đống Thiên Vương phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Hoàng Gia số 1 Baxter phường 4 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Thủy 26 Hàng Thuyên Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng.